Lễ cưới Diễm My 9X, Diệu Nhi đảm nhận vai trò đặc biệt, một nhân vật lăm le chiếm spotlight cô dâu. Sáng ngày 16 tháng 12, lễ cưới của Diễm My 9X và Vinh Nguyễn diễn ra tại nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây là buổi tiệc thân mật, chỉ có những bạn bè thân thiết với cô dâu và chú rể tham dự. Ngay từ sáng sớm, không khí đã trở nên rộn ràng. Những hình ảnh đầu tiên từ buổi lễ cũng đã được chia sẻ đáng chú ý dàn dâu phụ của Diễm My 9X gồm toàn những mỹ nhân xinh đẹp như siêu mẫu Võ Hoàng Yến, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, ca sĩ Ái Phương, diễn viên Thùy Anh, siêu mẫu Minh Tú, diễn viên Trang Hí, Liêu Hà Trinh đảm nhận vai trò MC, Diễm Nhi là trưởng đoàn phù dâu. Cô dâu Diễm My 9X xuất hiện xinh đẹp trong áo dài cưới màu trắng tinh khôi, đeo kiền bạc tinh tế. Trong khi đó các cô dâu phụ cũng mặc trang phục, áo dài cùng tông màu, rạng rỡ khoe sắc. Trước đó Diễm My 9X đã cẩn thận tặng riêng áo dài cho từng phù dâu của mình. Đặc biệt nếu như dàn bê tráp ai cũng trang điểm nhẹ nhàng thì trang hí lại chơi trội khi make up khá cầu kỳ, đính đá ở mắt và có kiểu tóc lạ. Nhiều người đùa rằng trang hí đang nhâm nhe chiếm spotlight của cô dâu chăng. Khoảng 9 giờ, nhà trai có mặt, mang chín mâm lễ vật đến hỏi cưới. Dàn phù rễ gồm bạn thân của cô dâu chú rể như nhiếp ảnh gia thiên minh, nhà thiết kế Arian Anh Tuấn. Để không khí thêm vui nhộn, My 9X đặt thử thách đàn trai ăn thanh long không dùng tay và trả lời một số câu hỏi. Thời gian qua diễn viên học các kỹ năng về nữ công gia chánh chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân, cô cũng không nhận đóng phim, chỉ thỉnh thoảng đi dự sự kiện của đồng nghiệp. Sau lễ cưới, My 9X và Vinh Nguyễn sẽ tổ chức đại tiệc quen khách vào ngày 21 tháng 12 tại một trung tâm hội nghị tiệc cưới sang trọng ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Trên thiệp mời gửi đến khách, Diễm My 9X và ông xã gửi gắm quy định về trang phục với nam theo tông màu đen hoặc trắng, còn nữ mặc màu đen hoặc pastel. Ngoài tiệc cưới chính thức, cặp đôi còn mời khách thân thiết đến dự tiệc riêng tư ở một quán bar trên cao. Hé lộ món quà cưới cực khủng Diễm My 9X được mẹ chồng tặng, nhập hội nàng dâu hào môn. Sau lễ ăn hỏi ở nhà gái, cô dâu và chú rể cùng quan viên hai họ khởi hành về nhà trai ở ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh. Bố mẹ chồng của Diễm My chín ít chào đón nàng dâu về với gia đình, nắm tay con dâu và thể hiện những cử chỉ đầy yêu thương. Mẹ chồng của Diễm My nói: "Mẹ đưa con về nhà nhé." Theo lời tâm sự của Diễm My, từ sau khi mẹ ruột qua đời, gia đình chồng đã xem cô như thành viên trong nhà và là chỗ dựa tinh thần giúp nữ diễn viên được an ủi vỗ về. Chia sẻ về mối quan hệ với mẹ chồng, Diễm My từng bật mí là mẹ thường xem phim và dành tình cảm cho các vai diễn do con dâu đóng. Trong ngày đón con dâu về, bố mẹ chồng Diễm My chính ít bày tỏ niềm vui, hạnh phúc và tuyên bố tặng căn biệt thự cho đôi vợ chồng son. Đồng thời bố mẹ của chú rể Vinh Nguyễn còn bày tỏ mong ước sớm có cháu nội bé bồng. Bố mẹ chồng của Diễm My tuyên bố tặng căn biệt thự cho đôi vợ chồng son. Về phía bố ruột của Diễm My, ông đã có lời dặn dò xúc động khi tiễn con gái về nhà chồng. Đây là gia đình mới của con Con hãy xem bố mẹ chồng như bố mẹ ruột Con hãy sống thành thực, chung thủy với chồng Có hiếu với bố mẹ như thế nào Thì cũng có hiếu với bố mẹ chồng như thế Diễn My 9X và ông xã Vinh Nguyễn gặp nhau lần đầu Tại một liên hoan phim ở Australia vào năm 2016 Một năm sau đó, cặp đôi bắt đầu hẹn hò Trong thời gian yêu xa, nữ diễn viên từng có lúc chạnh lòng Tuổi thân mỗi lúc khó khăn trong cuộc sống Lại không có bạn trai bên cạnh Vượt qua nhiều thử thách cặp đôi càng nhận ra tình cảm mãnh liệt của mình dành cho đối phương cuối năm ngoái ông xã đã cầu hôn diễm my trên khinh khí cầu ở australia